Vâng, đến với video tiếp theo, Đỗ Sinh giới thiệu với các bạn một số những cái tác phẩm khế. Đây là những cây khế, dòng khế gân. Sau thời gian này anh đang chặn lá hết à? Vâng, em cắt lá hơi bị muộn một tí. Vâng. Vâng. Chứ đúng bây giờ nó mới đang bắt đầu lấy lọc. Lúm phúm lọc vâng. lên thì hay hơn. Cắt rét quá cái bởi vì đây là trưng bày cây cảnh mừng xuân mà. Vâng, đây là Nguyễn Thanh. Chủ nhân là Nguyễn Thanh. Vâng, số điện thoại đây. Tức là ba cây khế này liền vâng, của anh tất cả liền cái bàn này. À cả cái dãy bàn vâng, này. Vâng, có hai cái cao. À vâng vâng. À thế là anh có cũng nhiều tác phẩm đấy. Vâng vâng. Vâng, chúng ta đến với những cây khế gân của anh Nguyễn Thanh. Anh đang đứng trước những cái tác phẩm của mình. Anh ở Đức Bác. Vâng, ở câu lạc bộ này luôn. Câu lạc bộ luôn. Vâng. Chỉ mỗi cái là nó chưa ra lộc. Vâng. Là cắt sớm hơn rồi bây giờ nó khoảng độ 2 đến 3 lá lộc thôi. Vâng. Đây ví dụ như cái này nó nhú nhú lên rồi nhưng mà còn nhỏ quá thì nó sẽ hay hơn. Vâng. Bởi vì mình đây là trưng bày cây mừng xuân mà. Đúng rồi. Mùa xuân nảy lộc. Vâng. Như vậy cả dãy này của anh. Chúng ta đến với một tác phẩm ổi. Anh đặt tên là ốc sên. Ốc sên. Nó cũng có cái nét giống. Nét giống cái gốc bệ nó giống cái con ốc sên thật đấy. Vâng. Rất khác nữa. Vâng. Đây chúng ta tôi không phải quay sang bên kia, tôi xoay luôn vì cây này nó quá nhẹ. Nó là một cây ổi bonsai mini. Anh đặt tên là ốc sên. Anh viết cái gì đây? Dạ. Số à? Số ký hiệu ấy. À số ký hiệu vâng. của tác phẩm à? Vâng, Đức Bác à. Số à, 56. Đức Bác 56. Vâng. Cái này 54. Vâng. Vâng, tôi lại cứ số mơ màng vâng. tôi tưởng là giá tiền. Vâng, cái mã cây. Đến với tác phẩm tường vi bonsai mini nữa này, cũng của anh Thanh. Vâng. Nguyễn Thanh. À, bệ mẫu đơn. Đơn này đơn đỏ đấy chứ. Vâng, đơn đỏ. Vâng. À, tác phẩm C. Vâng, và rất là đặc biệt với một cây ổi. Chúng ta đến xem này. À, tôi cũng chưa gặp cây ổi nào nó lại xoắn tít như cái ruột gà như này đâu. Như cái dùi lung ấy. Như cái dùi lung, đúng. À xem nè. Của ông Nguyễn Văn Thanh. Đây, số điện thoại đây để các bạn yêu thích cái bóng dáng ổi này chúng ta điện cho ông Thanh để giao lưu nhá. À, anh bỏ cái này quay đằng kia. Vâng, vâng. Đấy, vì nó che mất cái này, đúng không rồi. Cứ để thế thôi. Tức là tôi phải dỡ bỏ cái dây ra để tôi quay cái thân. Đặt tên nó này là cái đời bố trước thì nó ngất rất ngốt nghéo. Vâng. Thế đời con nó có lẽ sống trực thẳng. Đấy. À. Sống giống thẳng thẳng luôn. Chừng mực luôn. À câu nói của anh có hàm ý đấy. Vâng vâng. À tức là thân chính của thân anh chính coi như là người cha. Người cha. Mà sống nó loằng ngoằng. Loằng ngoằng. Sống không được thẳng thắn lắm. Thẳng thắn lắm thì vâng. đời con là phải làm lại là. Thế nhưng mà ông loằng ngoằng cái này ông mới được lên làm quan anh ạ. Anh ạ. Đúng rồi. Bởi vì ông to này mà. Đúng rồi. Vâng. Đấy chúng ta nhìn thấy rất hay ở cái đường thân này. Tôi thấy cái lời bình này không biết là thôi tôi thì xin lỗi tất cả các bác và các anh các chị nhá. À, nếu mà có cái gì mà nó mang tính chất gọi là cá nhân một chút thì các bác không cả. Đấy, à, đây là cũng dựa theo ý của anh Thanh thôi. Là anh nói là đời cha thì như vậy. Vâng. Và còn một anh bên cạnh thì anh lại nói là lòng gà. Hay quá nhỉ. Chúng ta lại một bữa vui chơi giải trí một chút cho nó tiêu lâm. Và cây tử của anh thì lại là vẫn quay được bác ạ. Vẫn quay tốt chứ. Chính trời nắng này quay mới đẹp. Cây tử này của anh thì anh nói là dáng trực thẳng lên. Thì là đời sinh ra một người con nhưng người con khác tính bố. À, tức là tính rất là ngay thẳng. Đấy. Cũng được à, đó cũng là một cái tâm niệm của chúng ta. Nhưng mà như thế là có phải là gọi là con hơn cha không anh? Đúng rồi, con hơn cha rồi, điều đó là điều chắc chắn rồi. Vâng. Vâng.
anh nhấc hộ lên, anh xoay ngược lại đấy, tôi lấy cái chiều của cái thân cây chính cái. Ồ hay quá nhỉ, cái chỗ này ngoặt chỗ lên đấy, anh bỏ cái này ra đấy, cái chỗ này tôi muốn lấy để cái điểm nhấn nghệ thuật ở cái chỗ này để giới thiệu với chúng ta này. Thế cây này nếu mà giao lưu anh lấy giá bao nhiêu anh? Cây này giao lưu thì tầm 5,5 triệu. 5,5 triệu à? Vâng. Một cái thông tin rất là tốt đến với các bạn đam mê cây ổi. Con hơn cha là nhà có phúc, của anh Thanh, báo giá là 5,5 triệu. Có cái thương lượng chút đấy anh nhỉ? Vâng, có một thương lượng chút đấy. Có thể được 5 triệu thôi nhỉ? Vâng, giá là giá cũng là như là giá chuẩn rồi. Vâng. Đầu xuân là anh em là cứ giao lưu được là cũng ra hàng cho anh em. Vâng. Vâng. Một cây ổi thân rất là cổ kỳ. Chúng ta bỏ qua những cái lời tán vừa rồi đi. Rất là vui đi. Thì đây là một cây ổi mà có cái nét nghệ thuật hoàn toàn tự nhiên hết. Chứ tôi nghĩ là anh không uốn được cây này đâu. Khi anh tìm được cái cây này thì nó là cái qua 5 tháng của cuộc sống cây ổi với phong ba bão táp, với thiên nhiên khắc nghiệt đã phải oằn mình như thế này. Đúng không anh? Đúng rồi ạ. Còn không ai uốn được thế này được. Vâng. Vâng. Không ai uốn được những cái đường nét này. Hả? Anh mua cây này bao nhiêu anh chơi cây này bao lâu chưa? Cây này chơi được hơn 1 năm nhỉ? Ừ. Vâng. Hơn 1 năm. Vâng. Tuyệt vời đấy nhỉ. Cái này mua là mình cũng là khai thác. Vâng, khai thác ở các khe, các thứ khe đồi, khe núi. Đấy. Có khi được con trâu con bò nó gặm. Xong rồi nó cứ qua 5 tháng nó thành thế này. Hay đấy. Anh tiếp tục nuôi cái phần trên này cho nó. Mà cái ổi này anh có đánh giá nó là giống ổi gì không? Cái tôi ổi này, ổi tôi này có suy nghĩ khác về cái loại ổi ta đấy. Ổi này, này nó thuộc về ổi găng. Ổi này là ổi ta pha. Ổi găng. Còn gọi là ổi găng. Ổi găng, vâng. Ổi xứ từ quê. Lá dài, lá dài. Lá dài nhỏ. Cây này là đúng là cây ổi ổi quê chính hãng. Ổi quê. Vâng, không lai tạo cái gì. Cái cây ổi lai tạo thì lá nó to phần phạt đấy kìa. Ổi này quả thì nhỏ thôi, vâng, nhưng mà quả tròn xoe. Quả tròn xoe. Đúng rồi. Nó không màu nó to cả, nó chỉ. Nó có quả bao giờ chưa anh? Có quả bao giờ chưa? Cũng có, thì trước để cái cành cao này là có đấy. Ừ, vì vâng, mình cắt chặn đi thì nó vâng, sẽ ảnh hưởng thời gian. Vâng. Chứ hôm nay mà trên cây ổi này có khoảng 5-7 quả thì cái cuộc bình luận của chúng ta còn hay hơn nữa. Vâng. Mà cái quả này, quả là quả đeo trên cây tử mới lại thích cơ. Vâng, đúng rồi. Đấy, để cho người vâng, con hơn người cha. Vâng. Ừ, hay quá. Chúng ta được thưởng thức một vài phút vừa là chia sẻ một cái ổi bonsai mini đẹp, có những cái đường cổ kỳ của thân bệ, và vừa có những cái phút thư giãn với anh Thanh. Cảm ơn anh nhé. Vâng, vâng. Vâng. Chúng ta đi đến với tác phẩm Duối. Cây này của anh Diễn à? Diễn, Diễn. Vâng. Tôi nghĩ là cái cây ổi này của anh, sau khi tôi tung cái video này lên, anh sẽ vâng, vâng, sẽ tiếp chuyện trên điện thoại liên tục đấy. Cũng nhiều đấy, mọi người đến đây xem là cũng là coi chung là cũng tham khảo về giá cả vâng, rất nhiều. Cây được cái nó lạ dòng, nó khác nhà rồi. Anh Thanh ở gần đây không? Gần ạ. Ừ. Vâng. Trong nhà anh còn nhiều cây không? Cây nhà em này hết rồi. À, vâng. Thế có bao nhiêu đem ra đây hết rồi? À, hết rồi, còn trong vườn thì toàn cây to nó. Vâng. Vâng. Tác phẩm Duối của anh Diễn. Và bên cạnh đó là cây sung. Chúng ta đến với cây sung bonsai mini. À, cũng của anh Thanh à? Vâng. Cây sung này thì có quả đấy. Có quả, vâng, cây sung có quả. Tôi nhìn vậy, thấy có mấy cái vòi đây. Vâng. Dịp này anh cũng vặt lá hết. Tại vì cái sung để cắt dày rét là nó hay bỏ đầu cành. Vâng. À, tác phẩm Duối bonsai mini cũng của anh à? Vâng ạ. Chúng ta đến với tác phẩm ổi. Một tác phẩm ổi Giang Huyền của ông Lâm Văn Cao. À, Quảng Yên.
À, tiếp theo chúng ta đến với cây hồng muội. Tác phẩm Rành Rành của anh Trường Phúc. Trường Phúc Uy. Vâng. Trường Phúc Uy. Vâng, tác phẩm Sung của anh Trần Cường. Vâng, đến đây Đỗ Sinh xin dừng hình để chúng ta chuyển sang những video tiếp theo.